Thưa quý vị, liên quan đến vụ tàu True Confidence bị tập kích ở khu vực Biển Đỏ, theo thông tin từ gia đình máy trưởng Phạm Văn Thành, dự kiến các thuyền viên Việt Nam sẽ về nước vào ngày 13 tháng 3 tới đây. Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và cơ quan hữu quan, các thuyền viên Việt Nam sẽ được trao hộ chiếu mới trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 3, và dự kiến bay về Việt Nam vào ngày 13 tháng 3. Nước sở tại cũng đã làm giấy chứng tử cho Đại phó Đặng Duy Kiên. Các bên liên quan cũng đang làm thủ tục để sớm đưa thi thể anh về với gia đình. Tàu True Confidence có 20 thuyền viên, trong đó có 4 người Việt Nam, khi đang trên đường hành trình từ Singapore đến Jeddah, Ả Rập Xê Út, đã bị Houthi tập kích tên lửa vào ngày 6 tháng 3 ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden, Yemen, khiến 3 thuyền viên tử vong, trong đó có 1 người Việt Nam. Hơn 10 năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng cùng với tình trạng sạt lở bờ biển ở Cà Mau ngày càng nghiêm trọng. Bình quân mỗi năm mất khoảng 400 hectare đất rừng phòng hộ. Theo dự báo, đến năm 2025 sẽ chỉ còn 29.900 hectare và đến năm 2030 chỉ còn lại khoảng 27.900 hectare diện tích rừng phòng hộ. Và nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời, sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn và mức độ thiệt hại nhiều hơn. Đến nay, tổng chiều dài bờ biển ở Cà Mau bị sạt lở khoảng 187 trên 254 km. Sạt đã làm mất đất rừng phòng hộ khoảng 5.250 hectare. Đối với sạt lở bờ sông có 355 điểm với tổng chiều dài hơn 424 km. Thời gian qua, Cà Mau đã nỗ lực đầu tư xây dựng hoàn thành 55,7 km kè bảo vệ bờ biển với tổng kinh phí 1.720 tỷ đồng, trong đó bờ biển Tây 43,8 km, bờ biển Đông 11,9 km và hơn 10 km kè bảo vệ bờ sông. Những công trình này đã phát huy được hiệu quả gây bồi, tạo bãi, khôi phục lại gần 1.000 hecta rừng phòng hộ. Hiện nay, Cà Mau đang tiếp tục xây dựng đề án giải pháp công trình phòng chống sạt lở bờ biển, bờ sông, đê biển giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo dự kiến, nguồn vốn trên 31.000 tỷ đồng để thực hiện tại 177 công trình phòng chống sạt lở bờ biển, bờ sông trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thưa quý vị, Bạc Liêu là một trong những tỉnh có diện tích sản xuất muối lớn của cả nước. Muối Bạc Liêu hay còn gọi là muối Ba Thác là thương hiệu dân gian nổi tiếng từ rất lâu đời và trở thành nghề truyền thống của người dân xứ biển. Hiện nay các diêm dân tại hai huyện Hòa Bình và Đông Hải đang chuẩn bị thu hoạch cho những vụ muối đầu tiên trong năm với niềm tin được mùa được giá. Với gần 1.500 hecta trong niên vụ năm 2023, sản lượng muối toàn tỉnh đạt trên 27.000 tấn, trong đó muối trắng trải bạc là hơn 7.300 tấn, còn lại là muối sản xuất truyền thống. Muối Bạc Liêu không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Sản phẩm muối ăn Bạc Liêu năm 2020 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đến nay, có 10 sản phẩm muối được công nhận chứng nhận OCOP. Theo kế hoạch, vào trung tuần tháng 4 năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành có nghề muối truyền thống, tổ chức festival để quảng bá, liên kết phát triển nghề muối. Đây là thời cơ để tỉnh quảng bá, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm nghề làm muối và thưởng thức các món ăn được chế biến từ muối Bạc Liêu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành kế hoạch số 62 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Thực tế, vẫn còn rất nhiều trường hợp các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội vi phạm quy định về điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Để xảy ra tình trạng trên, phần lớn trách nhiệm thuộc về phụ huynh vì đã giao xe cho con em mình sử dụng khi chưa đến tuổi theo luật giao thông đường bộ. Em vội, em để trong cốp, tại em vừa đi ra khỏi nhà em không để. Theo lực lượng chức năng, công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài và cần được thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì thường xuyên, liên tục, với mục tiêu xây dựng thế hệ công dân thủ đô văn minh, tuân thủ pháp luật. Đa số chúng tôi thường thường phạt cảnh cáo bằng hình thức tuyên truyền và bên cạnh đấy vẫn sẽ là biên bản, thiết lập biên bản vi phạm chính và phạt đối với chủ phương tiện. Đấy, thì sau khi chủ phương tiện lên trên đơn vị để xử lý
Tôi lại có một hình thức khác là trao đổi với chủ phương tiện là phương tiện nào nó phù hợp để dành cho các em di chuyển sau đúng. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông và kỹ năng tham gia giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông sao cho phù hợp với từng lứa tuổi học sinh theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ thực hiện, phù hợp với từng vùng khu vực, địa bàn, tôn giáo, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, nhất là trong các cơ sở giáo dục.